Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa chứng minh khóa tu hôm nay. Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu và chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 47. Ở câu hỏi thứ nhất này thì chúng ta nhận thấy trước tiên Phật tử này phát cái tâm lành, hứa cúng dường một bức hình Tây Phương Tam Thánh. Như vậy, cái tâm lành này thì ứng dụng theo Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thì tất cả chúng ta ngồi đây đều tùy hỷ với việc lành của người Phật tử này. Quý Phật tử đồng ý không? Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, nếu một con người mà không hiểu, không thấm được lời Phật dạy, thì quý Phật tử nhận thấy khi có tiền, người đó nắm giữ hay buông xả? Chắc không hiểu đạo đều là nắm giữ hết, phải không? Mà nắm giữ là mê hay tỉnh? Tại sao mê? Bởi vì quý vị gẫm lại, mình cố nắm giữ tiền bạc mà nắm giữ chừng bao nhiêu lâu? Người giỏi lắm là 90 mấy tuổi không muốn buông cũng phải buông, đúng không quý vị? Mà Phật tử này đã biết đem cái số tiền đó hứa nguyện cúng dường bức hình Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí để cúng dường cho một ngôi chùa. Thì trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã khẳng định vẽ vời làm tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật Đạo. Kinh Tạo Tượng Công Đức cũng nói, công đức của chư Phật đối với tất cả thinh văn và bích chi Phật cũng không thể biết được danh tự ấy. Cho nên nếu có lòng tin thanh tịnh tạo hình tượng Phật thì tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, đạt được công đức vô lượng vô biên, thậm chí sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhổ sạch tất cả khổ não của chúng sanh. Cho nên quý Phật tử thường thích cúng tượng Phật, quý vị thấy đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây có một cái điều mà Phật tử này day dứt, đã hứa cúng rồi nhưng mà bây giờ gặp cái trở ngại khách quan ngoài ý muốn nên không thể thực hiện cái lời hứa ấy. Như vậy Phật tử day dứt, không biết mình đã hứa rồi mà bây giờ gặp trở ngại không thực hiện được, như vậy thì sợ mang tội thất hứa. Mà thất hứa với Tam Bảo thì cô ấy rất là lo, vì đây là cái tội lỗi lớn. Như vậy thì chúng ta căn cứ nơi lời Phật dạy, cái giới nói dối là thuộc về cái giới thứ tư của người Phật tử tại gia. Nhưng mà ở đây quý thầy xin dẫn dắt để cho Phật tử này hiểu rõ, khi mà quý Phật tử nói dối để hại người, để lường gạt người và để đem lại cái lợi ích cá nhân, quyền lợi riêng tư cho bản thân thì chúng ta mới phạm giới. Còn chẳng hạn, Phật đang hỏi quý vị ngồi đây, nếu có một người thợ săn mà họ bắn bị thương con thỏ, rồi con thỏ nó chạy trốn rồi nó chạy vô nhà mình, người thợ săn tới hỏi bà cô hoặc chú có thấy con thỏ chạy vô hay không, thì lúc đó mình nên nói thiệt hay nói dối? Nếu mà chúng ta nói thiệt thì sao? Thì con thỏ mất mạng. Cho nên Đức Phật cũng khai mở cái phương tiện mình nói dối khi nào bảo vệ cái lợi ích, bảo vệ mạng sống của con người và con vật, và cái động cơ đó phải khơi nguồn bởi cái tâm từ bi chứ không phải cái tâm ác độc hại người, hại vật.
Và ở trường hợp của người Phật tử này đã hứa cúng cho Tam Bảo bất hình Phật, nhưng mà ở đây chúng ta nắm rất là rõ cái hoàn cảnh là gặp cái trở ngại khách quan, mà cái trở ngại này ngoài ý muốn của người Phật tử nên không thể thực hiện lời hứa ấy được. Như vậy thì người Phật tử này không thực hiện lời hứa đó là cố tâm hay là do cái trở ngại mà không thể thực hiện? Do cái gặp trở ngại mà không thể thực hiện cái lời hứa đó đối với Tam Bảo. Vậy thì cô Phật tử này không có mang tội thất hứa, nhưng mà chúng ta phải giải quyết như thế nào? Bây giờ người Phật tử này muốn giải quyết cho ổn thỏa thì ý riêng của Pháp Đăng là Phật tử này nên điện thoại trực tiếp bày tỏ với Thầy trụ trì ở ngôi chùa đó, đúng không? Bởi vì Chư Tăng là người thay thế Phật Bảo, thay thế Đức Phật tuyên dương chánh pháp, mà Đức Phật đã nhập diệt rồi, cho nên cúng chùa mà cái người đại diện chính là Chư Tăng, mà Chư Tăng đóng cái vai trò quan trọng trong tự viện chính là Thầy trụ trì. Cho nên người Phật tử này nên điện thoại và bày tỏ cái trở ngại của mình chưa thể thực hiện cái lời hứa đó. Cho nên từ cái chỗ bày tỏ thì chúng ta có sự cảm thông giữa mình và Thầy trụ trì thì không có mang tội thất hứa. Chỉ khi nào chúng ta hứa cúng mà mình không có gặp trở ngại gì hết, nhưng mà hứa rồi mình lặn luôn, thì chừng đó mang tội thất hứa không quý vị? Mang tội thất hứa. Còn trường hợp này là do gặp cái trở ngại, chẳng hạn như làm ăn nó bị thua lỗ cái gì đó, hoặc bị bệnh tật, hoặc bị cái điều kiện gì không thể thực hiện thì không có mang tội thất hứa. Mà ở đây Pháp Đăng mở rộng thêm cho quý Phật tử nắm được cái việc cúng dường một chút. Chẳng hạn như trong kinh Đức Phật ca ngợi việc cúng dường tượng Phật, hoặc ca ngợi việc bố thí pháp, cái Phật tử mình đáp nhau đem tượng Phật vô chùa cúng không à, hoặc là ca ngợi bố thí pháp rồi quý vị đem kinh Vô Lượng Thọ cúng dường chùa nào cũng cúng hết. Như vậy thì chúng ta chưa hiểu được cái lời Phật dạy trong kinh. Quý vị cúng dường chùa thì quý vị nên thưa với Thầy trụ trì xem ngôi chùa đang cần cái gì. Chẳng hạn như chùa đã có tượng Quan Âm rồi mà quý vị cứ nằng nặc nhất định con cúng thêm tượng Quan Âm Lộ Thiên nữa, vậy chùa để ở đâu? Không quý vị, mà Thầy trụ trì mình nể Phật tử, hãy cúng mà nhận thì riết rồi, tượng nhiều quá trong chùa thì quý vị thấy mất trang nghiêm không? Cho nên quý Phật tử cúng dường Tam Bảo là điều tốt, nhưng mà quý Thầy khuyên là phải hỏi qua Thầy trụ trì xem chùa đang cần cái gì, mình cúng theo cái sự cần thiết đó thì Tam Bảo mới trường tồn được. Và cái thứ hai là quý Phật tử thích làm phước lắm, nhưng mà quý vị nên nhớ một cái từ này trong cách làm phước của quý vị nha. Nhớ một từ thôi, từ buông. Quý vị nắm được không? Cúng dường cái gì cho Tam Bảo, tượng Phật, xây chùa, xây chánh điện hoặc làm từ thiện vân vân, mà làm xong rồi phải làm sao? Phải buông. Còn quý vị nhớ mình người có công lớn, nhớ mình có công đức nhiều, thì từ đó cái tâm kiêu mạn dễ sanh. Từ cái chỗ tâm kiêu mạn nó sanh ra đủ thứ chuyện. Cho nên ở câu 1 này thì Pháp Đăng xin trả lời là như vậy: Phật tử này không mang tội thất hứa với Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, chúng con thành kính tri ân phần nhận định giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Như quý vị chúng ta cũng đã thấy, việc chúng ta nghiêm túc giữ gìn năm giới cấm khi chúng ta lãnh thọ trong buổi lễ quy y, đây là một điều rất tốt,
để chúng ta có cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, việc uyển chuyển ứng dụng năm giới này vào trong cuộc sống thì có lẽ phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư, quý vị chúng ta cũng đã có một cái nhìn thấu suốt nhất trong vấn đề làm thế nào để chúng ta dung hòa được các giới cấm của Đức Phật trong cuộc sống của mình mà mang lại một lợi ích lớn nhất. Và với câu hỏi đầu tiên này, chúng con cũng thành kính cung thỉnh trên Thượng Tọa Chứng Minh sẽ có đôi lời nhận định trong câu hỏi này. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong câu hỏi đầu của chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 47 này, Đại Đức Giảng Sư đã giải đáp cho chúng ta rất rõ về vấn đề hứa cúng với Tam Bảo một vật gì đó, thế nhưng do hoàn cảnh mà không thực hiện được. Như vậy có phải là mang tội thất hứa hoặc là nói dối hay không? Đại Đức Giảng Sư đã trình bày cho chúng ta thấy người Phật tử này có tâm rất là tốt, phát tâm cũng tốt, thế nhưng do hoàn cảnh không thực hiện được, chứ không phải là có mà không làm, hoặc là nói dối. Ở đây Thầy xin dẫn một đoạn ở trong Kinh Tăng Chi Bộ 1. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất đến bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì có người buôn bán đi đến thất bại, và do nhân gì, do duyên gì có người không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì có người thành tựu được như ý muốn? Và do nhân gì, do duyên gì mà có người thành tựu ngoài ý muốn? Đức Phật trả lời: này Xá Lợi Phất, trong quá khứ người đó đến trước vị Sa Môn hoặc Bà La Môn hứa giúp đỡ một điều gì, thế nhưng lại không cho như đã hứa, cho nên ngày hôm nay bị quả báo là buôn bán đi đến thất bại. Và thứ hai là một người đi đến vị Sa Môn hoặc Bà La Môn hứa giúp đỡ điều gì, thế nhưng không cho như đã quyết định muốn cho. Nghĩa là có thể hứa cúng 10 đồng nhưng mà sau nghĩ thôi, bớt lại cúng 5 đồng thôi. Cho nên bị quả báo là không thành tựu được như ý muốn ở kiếp này khi buôn bán. Thứ ba là người này đến vị Sa Môn hoặc Bà La Môn hứa giúp đỡ, cuối cùng thì người đó đã cho như đã quyết định muốn cho, nên đời này được quả báo là thành tựu được như ý muốn khi buôn bán. Thứ tư là người này đến với vị Sa Môn hoặc Bà La Môn hứa giúp đỡ điều gì, và sau đó đã cho hơn như đã quyết định muốn cho. Có nghĩa là khi hứa cúng cho vị đó một thứ gì, sau đó lại còn cúng hơn nữa. Cho nên đời nay được quả báo là thành tựu ngoài ý muốn khi buôn bán.
Qua bài kinh này chúng ta thấy rất rõ là ở đây Đức Phật nói về cái nhân quả của người đã hứa phát tâm cho tặng cúng một vị sa môn, bà la môn một vật gì đó. Nếu hứa cho mà không cho thì bị quả báo đời này buôn bán thất bại. Thì ở đây á, chúng ta thấy là người này hứa cho mà không cho. Còn ở trường hợp cô này á, cũng hứa cúng nhưng mà không có khả năng cúng. Hai cái này nó khác. Như vậy, qua lời giải đáp của Đại Đức Giảng Sư, trong trường hợp này, người cúng không mang tội thất hứa và cũng không phải nói dối, mà do hoàn cảnh. Có khi lúc phát tâm cúng thì có tiền, đến khi cúng thì là hết tiền, hoặc là làm ăn thua lỗ. Thì như Đại Đức Giảng Sư có hướng dẫn cho quý vị, chúng ta lên trực tiếp đến vị thầy đó và mình trình bày rõ là trước đây hứa phát tâm cúng bộ tam thánh như vậy, nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh con chưa có thể cúng được, sau này nếu có đủ tiền con sẽ cúng. Còn nếu nhắm mình không có khả năng nữa thì xin vị thầy đó hoan hỷ hứa khả là bây giờ con không có đủ khả năng, thì thầy cũng hoan hỷ thôi. Mà thầy đã hoan hỷ thì coi như chúng ta không có mắc lời hứa, bởi vì đây là cái sự phát tâm của chúng ta thôi. Nhưng mà do điều kiện, do hoàn cảnh chúng ta không làm được, chứ không phải là chúng ta thất hứa hoặc là nói dối. Thì đó là cái câu thứ nhất, thì thầy cũng có thêm một ý như vậy. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân phần nhận định vừa rồi của Thượng Tọa Chứng Minh. Và đó cũng là câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, một trong tám chi phần của bát chính đạo là chính mạng, có nghĩa là nuôi mạng sống của mình một cách chân chính. Điều đó có nghĩa là trong công ăn việc làm của chúng ta phải gắn liền với các nguyên tắc đạo đức căn bản mà Đức Phật đã dạy, tức là năm giới. Trong thực tế thì công việc của chúng ta có gắn liền và có đúng như những gì mà chúng ta đã được chư tôn đức giảng dạy, truyền trao cho chúng ta hay không? Và thực tế như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, gia đình con theo đạo Phật, bố mẹ đã quy y Tam Bảo từ lâu, riêng con hiện đang tham gia công tác xã hội nên chưa quy y vì sợ mình không giữ tròn giới hạnh. Nay con muốn phát triển kinh tế gia đình, nhưng công việc lại liên quan đến việc sát sinh. Trong thân tâm con vẫn không muốn làm điều ấy vì thật buồn và đau khổ khi phải cầm dao đoạn lìa mạng sống của chúng sinh. Nhưng nếu không làm nghề này thì hiện con cũng không biết làm nghề gì khác. Kính mong quý thầy hướng dẫn cho con phải làm sao trước vấn đề giải quyết khó khăn kinh tế gia đình mà tránh tạo nghiệp sát hại chúng sinh. Con xin tri ân quý thầy. Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi khá là thực tế về giới sát sinh. Có lẽ không chỉ riêng Phật tử đặt ra câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể đang vướng vào trong hoàn cảnh này. Vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào, ứng xử như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Với câu hỏi này, chúng con xin cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ đưa ra giải đáp để chúng con có thêm những kinh nghiệm cho bản thân mình. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở câu hỏi này có một cái lời nói
mà Pháp Đăng cũng khuyên quý Phật tử. Trong đây, Phật tử nói, đang tham gia công tác xã hội, chưa quy y vì sợ mình không giữ tròn giới hạnh. Cái đây cũng là cái bệnh chung của nhiều người theo đạo Phật lắm. Hễ khuyên quy y, cái nói con sợ không giữ tròn giới cho nên không dám quy y. Quý Thầy mong quý Phật tử chuyển đổi cái nhận định đó lại. Chuyển đổi như thế nào? Mình phải nhận định nhờ quy Tam Bảo thọ nhận năm giới cho nên mình mới không gây tội lỗi. Đúng không quý vị? Còn nếu mà không quy y, không nhận năm giới thì khi cái cảnh bên ngoài nó tạo tội á, thì mình sao? Mình làm tới luôn, đúng không? Cần nhờ nhớ cái lễ quy y, nhớ cái lời hứa nguyện. Cho nên ai mời bia, mời rượu thì sao? Quý vị cũng nói, mình đã là Phật tử rồi thì không được phạm giới. Thì nhờ cái đó mình mới chặn được cái lỗi lầm của mình. Và ở đây thì Phật tử này ray rứt một cái việc là cái công việc làm ăn liên quan tới việc sát sanh mà trong lòng á, thì không có muốn làm cái việc mà đoạn lìa mạng sống của chúng sanh, mà không làm thì không biết làm nghề gì khác hết. Cho nên đây là một cái ray rứt của Phật tử này. Thì ở đây Pháp Đăng xin hướng dẫn như sau. Thì trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân cũng như trong kinh U Bà Tắc Giới đều có ghi như sau: ông U Bà Ly đến Đức Thế Tôn và thưa cùng Đức Phật như vậy: Bạch Thế Tôn, hàng U Bà Tắc đã thọ năm giới, có được mua bán chăng? Đó, như vậy thì Phật không có cấm người Phật tử tại gia làm giàu, không có cấm, nhưng mà Phật dạy được nhưng phải tránh năm cái nghề. Đã quý vị ngồi lại suy xét coi mình có làm mấy cái nghề mà Phật cấm không nha. Một, không được chuyên làm nghề đồ tể, buôn người, buôn súc sanh. Đó là cái nghề thứ nhất. Cái nghề thứ hai Phật cấm, không được làm nghề mua bán đao, gậy, cung tên, các đồ binh khí. Rồi cấm nghề thứ ba là không được làm nghề bán rượu. Thứ bốn, không được làm nghề ép dầu vì làm chết vô số sinh trùng. Thứ năm, không được làm nghề nhuộm năm đại sắc vì cũng giết nhiều sanh trùng. Như vậy thì tránh năm cái nghề này, thì quý vị thấy Phật đưa cái việc tránh cái nghề đồ tể, buôn người, buôn súc sanh lên trên đầu tiên. Như vậy thì Đức Phật bằng cái tâm từ bi, Ngài luôn chỉ dạy hàng Phật tử tại gia, tuy ở ngoài đời phải làm ăn sinh sống, nhưng mà kiếm tiền bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ đó như thế nào? Là mình phải lựa chọn cái nghề nghiệp làm ra tiền phải tránh gây nhân ác. Đúng không quý vị? Bây giờ mình gây nhân ác thì quý vị khổ hay ai khổ? Mình khổ, rồi làm khổ lây tới gia đình và trong xã hội nữa. Mà quý vị nên nhớ một cái điều quan trọng. Phật dạy cấm cái nghề làm đồ tể, rồi buôn người, buôn súc sanh vân vân, chính là giáo dục người Phật tử tại gia phải thêm lớn tâm từ bi. Tại sao mình hàng ngày mình làm nghề giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò vân vân, quý vị quen cái giết hại, cắt cổ, nhổ lông, đập đầu vân vân, mình thấy bình thường quá, thì ngang cái bình thường đó cái tâm ác độc nó tăng không? Cái tâm ác độc nó tăng, mình dần dần cái tâm từ bi nó sẽ khô cạn. Mà ở tâm ác độc nó tăng, khô cạn tâm từ bi thì mình thành người hiền hay người dữ?
à, mình trở thành người hung dữ, giết vật được thì mai mốt giết người được. Mà quý vị nên nhớ, cái nhân mình gây thì cái quả mình hứng chịu. Gây cái nhân tốt thì được quả báo an vui, còn gây cái nhân dữ thì quả báo là sao? À, đau khổ. Mà quý vị nhớ, nhân quả của việc sát sanh là gì? Cái nhân giết hại sanh mạng người vật, cái quả thì sao? À, bệnh tật và chết yểu, phải không? Mà quý vị Phật tử ngồi đây, có ai chịu mình bệnh tật và chết yểu không? Không ai chịu hết. Cho dù cái nghề đó đem lại một số tiền rất là lớn, nhưng mà cái mầm nhân nó gây là cái nhân ác, thì cái số tiền lớn đó nó cũng sẽ bị tản thất một cách nhanh chóng. Bởi vì bản chất cái nghề kiếm tiền là nghề ác. Thì ở đây Pháp đang dẫn một câu chuyện trong cái quyển Báo ứng hiện đời mà sư cô Hạnh Đoan biên dịch. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thật và được cái đặt tựa là dùi lỗ lấy nhọt. Quý vị nghe thấy đáng sợ không? Thì trong đây kể có một người họ Cao, tuổi hơn 40 rồi. Thì ông này á, thân thể cũng tráng kiện khỏe mạnh lắm, làm nhân viên bảo vệ tại một cái công ty lớn nọ. 3 năm trước, do hay vì bị nhức đầu, cho nên ông này ông mới đi đến bệnh viện kiểm tra. Thì khi kiểm tra xong thì mới phát hiện trong đầu có cục bú đè lên cái dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ quyết định dùi một cái lỗ hổng trên đầu của ông á, để lấy cái mụn nhọt ấy ra. Rồi ông về nhà, rồi quý vị biết 2 năm sau cái bệnh nhức đầu tái phát. Đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong đầu nó mọc một cái mục bú khác to hơn cái mục bú cũ. Bác sĩ bất đắc dĩ phải phẫu thuật mổ thêm một lần nữa. Rồi sau khi mổ xong thì cũng trong cái năm đó ông tái phát cái bệnh nhức đầu lại. Rồi tiếp tục đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ khẳng định là ngay tại chỗ mà mổ lần trước á, lại mọc thêm cái mục bú lớn hơn. Rồi bác sĩ mới phán định lần này không thể mổ được nữa, vì làm như vậy á, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông. Thì trong cái lúc mà bế tắc rồi, ông mới đi đến một cái ngôi chùa gần nhà, thì gặp được Hòa Thượng trụ trì, Hòa Thượng pháp danh là Diệu Pháp. Thì Hòa Thượng nhìn ông, rồi Hòa Thượng mới nói, có phải lúc trước ông từng giết rất nhiều sinh mạng loài vật, phải không? Đó, thì ông này, ông mới nhìn Hòa Thượng, rồi ông mới thưa thật với Hòa Thượng như vậy. Bạch Thầy, đúng như vậy. 3 năm trước, con từng đi hải quân, sống trường kỳ trên đại dương. Do sống trên đại dương đó, mà con phải bắt cá ăn. Biển sâu nên đặc biệt được cá rất là to, có con dài hơn 1 mét. Do con cá lớn giãy giụa dữ quá, cho nên con phải dùng cái đinh đóng vào đầu nó, khiến cá dính trên ván thuyền. Sau đó mới bắt đầu đánh vẫy môi ruột nó ra, rồi mới chế biến món ăn. Rồi Hòa Thượng mới im lặng từ tốn nói, ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên ván, đau đớn như vậy, nó còn sống mà bị ông đánh vẫy, mổ ruột, môi nội tạng, cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên quả báo nó cũng tới ông từng lần một. E rằng ông không chỉ khoan 2-3 lỗ trên đầu, mà nếu như bị chết liền thì không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là cả năm ông phải chịu cái đau đớn khổ sở dài vò trên giường bệnh, sống mà không bằng chết, mà cuối cùng ông không được cái chết tốt lành do cái nhân quả của việc sát sanh. Thì sau khi Hòa Thượng nói nhân quả như vậy thì người cư sĩ này chấn động tâm tư, bàng hoàng hết.
trong sách ghi là giống như người tỉnh dậy từ cơn mê. Rồi Hòa Thượng mới ôn tồn chỉ dạy ông cái cách hóa giải nghiệp sát. Bây giờ thì ông đang trả cái quả báo tội lỗi thuở xưa. Chính ông là người gây nhân, thì bây giờ chính ông phải là người chuyển hóa cái nhân quả đó. Hàng ngày ông phải sám hối một cách thành tâm, thệ nguyện dứt hẳn sát sanh, phát tâm ăn chay, niệm Phật thật nhiều, như thế mới có thể chuộc được cái lỗi lầm xưa. Và ông cư sĩ họ Cao này nghe Hòa Thượng dạy xong thì ông về nhà lập tức ông phát nguyện ăn chay và tụng kinh Địa Tạng. Khi ông phát nguyện ăn chay, lễ Phật, tụng kinh như vậy thì ông không còn bị khổ não hành hạ nữa. Nhưng mà cái quả báo nghiệp sát nó tới bằng cách này. Ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Như vậy thì quý vị thấy, mình gây cái nghiệp sát nặng thì cái khổ nó đến với ai? Nó đến với mình. Và qua cái nhân quả sát sanh này, Phật cấm tất cả đệ tử tại gia cũng như xuất gia không được sát sanh, là thương đệ tử hay là làm khó cho đệ tử. Đó là thương mình. Mà đối với Phật tử tại gia, Phật cũng cấm không được làm cái nghề đồ tể, buôn bán người, buôn bán súc sanh, là thương quý Phật tử hay là làm khó với quý Phật tử. Thương phải không? Mà Phật tử mới vô đạo, mới vô nghe nói giữ năm giới cấm cái sợ quá. Nghe nói giữ như vậy cái nói mấy thầy Đức Phật làm khó mình. Nhưng mà cấm cái đó, ngăn cái đó là ngăn cái nhân quả xấu ác cho quý vị đó. Vậy qua cái lời dẫn giải này thì câu hỏi này có một cái phần để mà giải đáp như sau. Trong cuộc đời này thì quý vị nhớ, không phải chỉ có cái nghề cầm dao đoạn lìa mạng sống của chúng sanh mới kiếm ra tiền, đúng không quý vị? Rồi quý vị ra chợ thấy người bán rau, họ có làm ra tiền không? Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy ông Tôn Hoa Sen, ông làm sản xuất tôn vậy đó, ông có làm ra tiền không? Cũng làm ra tiền, mà không phải là cái nghề nghiệp ác. Vậy thì Phật tử này, quý thầy mong là phải gan dạ chuyển cái nghề nghiệp của mình, tránh làm cái nghề nghiệp trong cái nhân quả ác. Bởi vì cái nghề nghiệp làm ra tiền nhiều mà bằng cái nhân quả ác, thì dù tiền nhiều đó nhưng mà sau này quả báo nó tới thì cũng tản thất hết. Cho nên sống trên cuộc đời, quý vị nên nhớ, dù làm cái gì, tiền nhiều đến với mình mà quý Phật tử phải dùng cái trí tuệ thấy rõ nhân quả để mình có một cái quyết định đúng hướng, nên làm nghề này hay không nên làm nghề này. Chứ đừng có thấy tiền nhiều cái tâm tham nó nổi lên rồi cứ đưa chân đưa đầu mình vào cái nghề nghiệp ác, thì cuối cùng cái quả báo khổ mình phải hứng chịu. Vậy Phật tử chịu chuyển nghề nghiệp hay không? Chịu không? Hồi xưa thì mình làm nghề sát hại mạng sống của loài vật, thì bây giờ mình thấy nhân quả, chuyển đổi làm những nghề nghiệp khác, tránh gây nhân ác, thì mình được vui, gia đình được vui và xã hội cũng được an vui. Vậy thì quý Phật tử luôn luôn phải nhớ trong tâm của mình, thấy rõ nhân quả, biết rõ nhân quả để định hướng nghề nghiệp, sinh sống một cách chân chánh, đúng như lời Phật dạy, để chúng ta hưởng trọn niềm vui ngay giữa cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, Đạo Phật của chúng ta trên tinh thần từ bi, nên Đức Phật khuyên tất cả hàng đệ tử của mình giữ giới không sát sinh. Tuy nhiên, trong công việc của tất cả chúng ta đều có liên quan đến sát sinh.
Thì thông qua phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư, quý vị nhận thức được điều đầu tiên chúng ta phải nhận thức về mặt nhân quả để từ đó tránh xa những nghề nghiệp xấu ác, mà cụ thể là 5 nghề Đức Phật đã cấm, để chúng ta có được cuộc sống an vui hạnh phúc hơn. Tuy nhiên trong câu hỏi này thì Phật tử đã đưa ra rằng công việc của Phật tử liên quan đến việc sát sinh mà không làm việc này thì Phật tử lại không biết làm nghề gì khác. Vậy thì chúng con kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, trong vấn đề này thì có lẽ cũng hơi khó khăn cho quý Phật tử này trong việc đổi nghề. Thì liệu chúng ta có thể có phương pháp nào khác hay không trong việc giải quyết kinh tế gia đình mà lại không quá khó khăn cho Phật tử này trong việc định hướng nghề nghiệp? Với phần này chúng con cũng mạo muội cùng thỉnh trên Đại Đức hoan hỷ chia sẻ thêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua lời nói của quý Thầy thì dẫn cái tâm sự của Phật tử là không làm nghề này thì hiện con cũng không biết làm nghề gì khác, phải không? Thì ở đây Pháp Đăng khuyên quý Phật tử mình không làm cái nghề sát sanh thì cũng không biết làm cái nghề gì khác, thì e rằng chúng ta có quá hạn cuộc trong cái tầm nhìn của mình hay không. Không biết làm nghề gì khác thì trên thế gian này rất là nhiều người không làm nghề nghiệp mà đoạn lìa mạng sống của chúng sanh mà họ vẫn kiếm tiền được. Quý Phật tử đồng ý không? Chẳng hạn như ở ngoài thế gian có nhiều người mới đang thấy họ ở ngoài chợ họ bán rau muống nè, rồi bán mướp, hoặc có những người họ đẩy từng xe bắp luộc họ đi bán vân vân. Như vậy thì bằng cái nghề nghiệp lành mình vẫn kiếm ra tiền được. Chẳng hạn như liên quan tới nghề nghiệp khác không có phải nghề sát sanh, hoặc là đây là cái người á bán heroin đi, mà giờ nói giờ không bán heroin thì không biết làm nghề gì khác là nguy rồi, đúng không quý vị? Nguy cho mình, nguy cho gia đình và nguy luôn cho cả xã hội nữa. Cho nên đối với cái nghề nghiệp ác, nếu mà chúng ta cứ chấp nhận làm cái nghề nghiệp mà nhân quả ác thì chúng ta chấp nhận chịu cái quả khổ. Còn nếu chúng ta có một cái gan dạ thấy rõ nhân quả lành để được an vui thì chúng ta gan dạ chuyển nghề bằng những nghề nghiệp không liên quan tới đoạn lìa mạng sống chúng sanh nhưng vẫn kiếm tiền được. Vậy quý Phật tử chọn chuyển nghề hay là làm cái nghề sát sanh tiếp? Quý vị dưới chọn nào? Chuyển nghề. Vậy thì mong vị nào mà có câu hỏi này thì bằng cái đạo lý nhân quả chuyển nghề bằng cái nghề nghiệp lành để kiếm ra tiền. Nam Mô A Di Đà Phật. Và với câu hỏi thứ hai này, chúng con cũng thành kính cung thỉnh trên Thượng Tọa Chứng Minh sẽ có đôi lời nhận định trong câu hỏi này. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, qua câu hỏi thứ hai, theo Thầy thì Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất là rõ ràng. Khi nghe Đại Đức Giảng Sư kể cái câu chuyện của cái người nào đó bị khoan trên đầu do bị cái bướu trong đầu. Cái nguyên nhân là trước đây đóng đinh ở trên đầu con cá. Thì khi nghe như vậy Thầy cũng hơi sợ sợ. Bởi vì trước năm 75 đó, thì trong cái hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Cho nên ông thân của Thầy á cho đi làm thêm. Và đây cũng là cái yêu cầu của Thầy, muốn làm để giúp thêm kinh tế cho gia đình. Lúc đó có người bạn của ông thân Thầy á, mới giới thiệu là đi vào chỗ giết heo.
Thì làm nghề này thì phải đi vào lúc khoảng chừng 1-2 giờ sáng. Thì lúc đầu vào người ta cho mình lùa heo vào để cho người ta thọc huyết. Thì khi lùa heo vào thì con heo nó cũng có linh tính, sợ la dữ lắm. Thì mình phải đánh để cho nó chạy vào, kéo nó vào để cho người ta thọc huyết. Thì lúc đó thầy cũng để ý coi họ thọc như thế nào. Bởi vì khi mình đã bước vào trong một cái lãnh vực như vậy thì cái tâm ác của mình nó phát triển. Mình suy nghĩ phải tìm cách học những cái này để sau này khi mình có làm thì mới nhiều tiền. Chứ lùa heo thì đâu được nhiều tiền, giết mổ mới được nhiều tiền. Thế là để ý người ta thọc huyết. Có lẽ do cái nhân đó bây giờ cái cổ của thầy nó cứ bị nghẹt đờm hoài. Mấy năm nay mà cứ bị hoài không hết. Rồi sau khi mổ heo, thọc huyết heo, rồi qua cái ngày hôm sau thì người ta cho đến cái chỗ giết bò. Đi thử nghề xem có nghề nào được mình làm. Thì lúc đó đến chỗ giết bò, người ta cột con bò bốn chân, họ kéo bốn cái sợi dây cột rất là chặt. Rồi một người á, là đứng trên cái ghế cầm cái búa đập trên đầu. Lúc cầm cái búa đập trên đầu thấy ông này cũng đập mấy búa, mình nói ông này cũng đập dày dở quá. Mai mốt mình phải đập giỏi hơn mới được. Từ cái ý nghĩ đó mà thầy lâu nay cũng hay bị nhức đầu. Đó là mình chưa làm nhưng mà mới nghĩ cái ý nghĩ ác. Mà không biết có phải là do cái quả báo hay không. Lâu nay cái cổ nó cứ bị đàm nghẹt làm cho khó chịu. Rồi trên đầu thỉnh thoảng nó cũng bị nhức. Thì nói vậy để cho quý vị thấy rằng là khi mình khởi cái tâm ác đó, mình làm việc ác đó, thì cái ác đó nó phát triển. Cho nên tránh xa cái điều đó là tốt. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị là có một người nào đó thuê chúng ta đi giết người. Thì chúng ta giết người, mình không có thù với người đó, không có ghét người đó, không có oan gia gì với người đó. Thế nhưng mà vì cái gì? Vì tiền mình giết người ta. Vậy xin hỏi quý vị, giết như thế chúng ta có bị bắt, bị tù, bị tội hay không? Chắc chắn là có. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm những cái nghề này thì cũng vì cái gì? Vì đồng tiền. Chúng ta không có ghét cái con vật đó, không có oán thù với con vật đó, không muốn giết con vật đó, nhưng mà vì tiền. Như vậy thì chúng ta có tội không? Thì cũng giống như người này thôi. Hai trường hợp giống nhau. Đức Phật dạy chúng ta về cái giới không sát sinh, và Ngài nói rõ cái nhân quả của sát sinh. Khi hiểu thì tùy chúng ta chọn lựa. Ở đây Đức Phật không có bắt, không có bắt chúng ta phải làm cái điều gì cả. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta và nêu rõ cái nhân quả. Nếu chúng ta thấy nhân quả này không tốt thì mình phải dứt khoát là đoạn lìa nó. Chứ không nên vì lợi, vì tiền mà chúng ta sau này sẽ bị quả báo rất là đau khổ. Thì câu này theo thầy thấy Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất là rõ ràng, cho nên không phải nói thêm nhiều nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân phần nhận định với câu hỏi thứ hai vừa rồi của Thượng Tọa Chứng Minh. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau.
Kính bạch quý Thầy, trong bộ Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa có đề cập đến vấn đề thọ giới bát quan trai. Đó là cần cầu Thầy truyền giới, hoặc nếu như không thỉnh được Thầy thì có thể tự mình thọ giới cũng được. Bên cạnh đó, con có đọc trên một trang mạng Phật giáo có nói rằng bắt buộc phải thỉnh Thầy để truyền giới, nếu không như vậy thì giới thể sẽ không được viên mãn. Ngoài ra, khi thọ giới bát quan trai phải thọ đủ cả 8 giới, không như 5 giới có thể thọ không đủ cũng được. Cùng là giới luật, tại sao lại có những sai khác như vậy? Là hành giả tu học Phật Pháp, chúng con rất thắc mắc. Kính mong quý Thầy hoan hỷ giải đáp để chúng con hiểu thêm về vấn đề này. Chúng con xin tri ân quý Thầy. Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi thuộc phạm vi truyền trao giới Pháp, nhưng đúng sai trong vấn đề thọ giới bát quan trai này như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư. Và với câu hỏi cuối cùng này, một lần nữa chúng con xin cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ cho ý kiến để quý Phật tử chúng con có những nhận thức đúng đắn về việc thọ giới. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở câu hỏi thứ ba này có hai cái vấn đề cần phải giải thích rõ cho quý Phật tử còn thắc mắc. Cái vấn đề quý vị nghi thứ nhất là căn cứ trong cái bộ Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thiện Hoa về thọ giới bát quan trai, thì trong đó ghi là phải cần cầu Thầy truyền giới. Nếu như không thỉnh được Thầy thì tự mình thọ giới cũng được. Nhưng quý vị lại lên mạng Phật giáo thì trong đó thấy nói thỉnh Thầy để truyền giới, phải thỉnh Thầy để truyền giới, nếu không thì giới thể sẽ không được viên mãn. Do vậy quý vị còn thắc mắc, thì trước tiên Phật đang giảng giải từ cái giới căn bản của người Phật tử tại gia, đó là năm giới, để cho quý vị nắm trước. Giới luật của Phật thì quý Phật tử nên hiểu đây là không phải Đức Phật làm khó đệ tử của Ngài, mà vì thương không muốn cho đệ tử của Ngài bước vào cái chỗ lỗi lầm xấu xa, cho nên Phật chế giới là để ngăn ngừa cái lỗi lầm đó. Cho nên giới có nghĩa là ngăn ngừa những lỗi lầm xấu ác. Mà giới của người Phật tử tại gia có hai: một là năm giới, hai là bát quan trai giới. Thì năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và gì? Không uống rượu. Mà quý vị thọ giới rồi, quý vị sẽ được nhân quả của việc giữ giới. Chẳng hạn không sát sanh thì được sống lâu ít bệnh. Quý vị không trộm cướp thì được cái quả giàu sang phú quý. Quý vị không tà dâm thì được quả báo thân thể đoan chánh, gia đình hạnh phúc. Quý vị không nói dối thì được cái quả báo nói năng lưu loát, ai cũng tin cũng quý hết. Quý vị không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Như vậy năm cái phúc báo này là do ai tạo? À, do mình tạo. Mà được năm cái phúc báo này là do quý vị giữ giới mà được. Vậy Phật thương mình hay làm khó chúng ta? À, Phật thương, cho nên Phật khuyên phải giữ giới để tròn cái tư cách đạo đức của một con người và tròn đầy ở trên cái nhân quả lành. Đó là về năm giới. Rồi tiến lên một bước nữa, đó là bát quan trai giới. Đó thì căn cứ nơi cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế, thì trong đây Pháp Sư Đạo Thế Ngài giải rất là rõ cái nghĩa bát quan trai giới. Bát quan là 8 cái cánh cửa.
Mà tám cánh cửa này được gọi là giới là bởi vì ngăn ngừa những cái lỗi lầm xấu ác, mở cửa trời người đạt đến cái quả diệu thiện niết bàn. Đó là thuộc về tám giới. Mà thêm cái không ăn quá ngọ đó gọi là trai, cho nên gộp chung lại một cái cụm từ là bát quan trai giới. Trong đó gồm có 9 điều. Một là không giết hại, là không sát sanh đó. Hai, không trộm cướp. Ba, không dâm dục. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Sáu, không nằm ngồi giường cao rộng lớn. Bảy, không đeo vòng hoa thơm, thoa dầu thơm nơi mình. Tám, không xem ca nhạc, múa hát và trang điểm. Chín, không ăn phi thời. Đó là bát quan trai giới. Mà dẫn trong luận thành thật và luận tác bà đa thì trong đây có ghi, có người nói giới này cần phải được người khác truyền thọ. Việc này là thế nào? Đáp, cũng không nhất định. Nếu không có người truyền thọ, chỉ cần chí tâm nói con nay quy tam bảo, thọ trì bát quan trai giới, như vậy cũng đắc giới. Đó, thì qua cái luận thành thật và luận tác bà đa thì chúng ta thấy trong đây trình bày rất rõ giới bát quan trai. Nếu mà cái địa phương đó không có chư tăng để truyền thọ thì quý vị đến trước hình tượng Phật thành tâm phát nguyện một ngày một đêm thọ trì giữ gìn bát quan trai giới. Nhưng mà quý Phật tử phải nhớ một cái điều quan trọng là địa phương đó hoặc cõi nước của mình ở không có chư tăng thì mình mới tự thọ giới trước bàn Phật. Quý vị nhớ như vậy. Còn nếu mà địa phương đó có chư tăng giữ giới thanh tịnh thì chúng ta nên cần cầu giới pháp, đến chùa thành kính đảnh lễ và xin giới từ nơi những bậc giới sư. Tại sao như vậy? Bởi vì do cái tâm cần cầu giới pháp, cung kính chư tăng đó, nhờ cái đó mà khi được chư tăng truyền giới thì danh từ chuyên môn quý vị sẽ được đắc giới. Đắc giới là sao? Là quý vị ghi sâu sắc trong tâm mình những giới pháp của Phật mà mình đã hứa nhận, và khi cái cảnh duyên xấu nó đến thì mình nhất định cũng không có phạm giới. Bởi vì do cái tâm cần cầu giới pháp cho nên có một cái năng lượng tu tập trong tâm khiến mình luôn luôn quý kính giới và nhất định không có phạm giới đã thọ nhận. Qua đây thì Phật đang muốn nhắc tất cả quý Phật tử một cái điều như vậy. Chẳng hạn như trong luật thì đều có ghi, nếu địa phương không có chư tăng thì mình đến trước bàn Phật tự phát nguyện thọ nhận giữ gìn bát quan trai giới. Rồi chúng ta vinh vào cái câu đó, cái mình nói tôi quy Phật, quy Pháp, không cần quy y chư tăng mấy thầy hết. Vậy mình đúng không? Pháp Đăng đi giảng rất nhiều và khuyên quý Phật tử nhìn cái việc này cho rõ. Chẳng hạn như tu tịnh độ, chúng ta nghe nói thập ác ngũ nghịch, niệm 10 câu Phật hiệu cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Cái nói thôi khỏi cần thọ giới giữ giới gì hết, sống cứ là tà rồi chết niệm 10 câu Phật cũng tiếp dẫn. Mình hiểu vậy đúng không? À, không có đúng. Và qua đây thì mong quý vị phải nắm ngay cái ba phước nghiệp trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó: thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên quy Phật là trở về nương tựa nơi Phật, quy Pháp trở về nương tựa nơi lời dạy của Phật,
quy tăng là trở về nương tựa đoàn thể xuất gia tu hành hòa hợp thanh tịnh, đầy đủ ba cái việc nương tựa đó thì mới tròn đầy gì? Quy y Tam Bảo. Còn nếu quý vị quy Phật, quy Pháp không quy y tăng thì quý vị quy y mấy bảo? Mới có nhị bảo à, thì tròn cái ý nghĩa chưa? Chưa tròn. Cho nên trong cái vấn đề thứ nhất, chúng ta phải hiểu tự thọ nhận với bát quan trai. Khi chỗ của mình ở, địa phương của mình không có chư tăng thì mình được đứng trước bàn Phật tự thệ nguyện giữ một ngày một đêm bát quan trai giới. Còn nếu địa phương mình có chư tăng tu hành thanh tịnh hòa hợp thì chúng ta phải đến cần cầu khát ngưỡng cung kính các bậc thầy truyền trao giới pháp cho mình, thì như vậy chúng ta mới có cái năng lượng tu tập giữ gìn giới pháp một cách trọn vẹn. Đó là cái giải đáp thứ nhất. Vấn đề thứ hai, Phật tử này hỏi: khi thọ giới bát quan trai phải thọ đủ cả tám giới, không như năm giới có thể thọ không đủ cũng được, cùng là giới luật, tại sao lại có những sai khác như vậy? Trước tiên cái việc năm giới có thể thọ nhận không đủ cũng được thì phải dẫn kinh luật cho quý vị nắm được. Kinh U Bà Tát nói: nếu thọ tam quy rồi mà chưa thọ năm giới cũng gọi là U Bà Tát. Thọ tam quy và giữ hai giới thì gọi là thiểu phần U Bà Tát. Thọ tam quy và giữ một giới mà lại phá giới thì gọi là vô phần U Bà Tát. Nếu thọ tam quy và giữ bốn giới thì gọi là đa phần U Bà Tát. Nếu thọ tam quy và thọ năm giới thì gọi là mãn phần U Bà Tát. Nay ông muốn thọ bao nhiêu phần? Lúc ấy người trí nên tùy tâm nguyện của giới tử mà truyền giới. Như vậy thì năm giới thọ nhận không đủ là cũng do tâm nguyện của giới tử. Mà quý Phật tử thấy năm giới đó có lợi cho thân tâm của chúng ta không? Vậy thì mình nên nhận đủ hay không nên nhận đủ? Mà năm giới này là năm giới thọ nhận và giữ gìn suốt cả cuộc đời. Còn bát quan trai giới gọi là giới thọ nhận giữ gìn trong một ngày và một đêm thôi. Và tại sao đối với bát quan trai giới phải thọ đủ cả tám giới? Thì đây là một cái việc mà quý Phật tử phải hiểu cho nó rõ. Tại sao như vậy? Bởi vì bát quan trai giới chính được gọi là giới cận trụ. Cận trụ nghĩa là sao? Nghĩa là Phật tử muốn tập một đời sống giống như người xuất gia thanh tịnh do cái tâm mãnh liệt đó. Cho nên khi mà thọ nhận bát quan trai giới thì chúng ta giống như là cái viên dũng tướng thọ nhận tròn đủ cả tám giới và một trai pháp. Đây là một cái nguyên nhân do giữ bát quan trai giới mà chúng ta được cái nhân diệu thiện niết bàn, thì được cái quả gì? Diệu thiện niết bàn. Chẳng hạn như chúng ta thấy Phật tử thì năm giới mà bát quan trai không nằm ngồi giường cao rộng, rồi không đeo vòng hoa sức nước hoa, rồi không có múa hát trang điểm, không ăn phi thời. Cái đó là cuộc sống thanh tịnh, đơn giản, vô nhiễm của người xuất gia. Do cái tâm cần cầu, giác ngộ, giải thoát, tập một đời sống giống như những bậc xuất gia thanh tịnh, giải thoát bằng cái tâm đó dũng mãnh, cho nên thọ nhận đầy đủ cả tám giới. Luận Trí Độ ca ngợi như vậy: giới ví như vị tướng giỏi, giới đồng với Phật,
Rồi Pháp Uyển Châu Lâm cũng khẳng định người thọ trì bát quan trai giới tâm nguyện dõng mãnh học theo pháp của Bồ Tát của chư Phật, không mong cầu phước báo trời người, chỉ nguyện phiền não tiêu trừ thành tựu Phật đạo. Do tâm nguyện mạnh mẽ rộng lớn ấy nên dù một ngày một đêm giữ tròn đầy không thiếu bát quan trai giới. Vậy thì quý Phật tử thấy mình tu niệm Phật rồi có cần giữ giới không? Giữ giới thì sanh về cực lạc được trung phẩm, bởi vì mình là người đạo đức. Người đạo đức là thêm niệm Phật nữa thì nhân sen ở nơi phần trung phẩm. Vậy thì cuối cái câu trả lời, tặng quý vị hai câu thơ của Thiền sư Minh Chánh Việt Nam cuối thế kỷ 19. Hai câu đó như vậy: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Quý vị sống trên đời này, công danh cái thế là tột cùng cái công danh rồi, mà bằng con mắt trí tuệ rốt cuộc cũng như sương buổi sớm, phải không? Rồi phú quý kinh nhân là giàu sang phú quý, người nghe phải giật mình, mà cuối cùng sao? Cũng là giấc mộng dài như vậy thôi, không có gì là chân thật hết. Vậy mong quý Phật tử sống giữa cuộc đời tạm bợ hư dối này mà chúng ta luôn luôn thắp sáng cái tâm trí tuệ, luôn luôn giữ gìn giới pháp của Phật, bỏ ác làm lành, phụng sự Tam Bảo, làm lợi cho chúng sanh, để lợi ích cho chính bản thân, lợi ích cho mọi người, cho xã hội, thì chúng ta xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và với câu hỏi này, chúng con cũng thành kính cung thỉnh trên Thượng Tọa Chứng Minh sẽ có đôi lời nhận định trong câu hỏi này. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, câu thứ ba, Đại Đức Giảng Sư đã trả lời tương đối đầy đủ. Thì tóm lại, cái câu này người Phật tử hỏi là khi thọ nhận giới bát quan trai có cần là chư Tăng, chư Ni truyền thọ hay không? Và nếu không có Tăng Ni thì tự mình phát nguyện thọ giới có được hay không? Đại Đức Giảng Sư đã trả lời chúng ta rất rõ là cần phải có chư Tăng, chư Ni truyền giới. Thế nhưng có trường hợp mở, có nghĩa là chúng ta có thể tự thọ, nhưng với điều kiện là ở cái quốc độ đó không có chư Tăng, chư Ni. Trong phạm võng Bồ Tát giới đó thì có nói tương đối rõ là cái nơi mình ở khoảng chừng 1.000 dặm. 1.000 dặm á, theo thầy tìm hiểu ra thì khoảng là 500 cây số. Trong phạm vi 500 cây số, nếu không có Tăng, không có Ni thì chúng ta mới thực hiện cái nghi thức là tự thọ. Còn trong vòng 500 cây số đó có Tăng Ni thì chúng ta phải cầu thỉnh Tăng Ni để truyền trao giới pháp. Còn câu thứ hai trong cái câu 3 này là về nhận năm giới và thọ bát quan trai giới. Tại sao thọ bát quan trai phải thọ đầy đủ mà thọ năm giới có thể mình thọ 1, 2, 3, 4 gì cũng được? Thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày cho quý vị rõ rồi. Thì qua 3 câu hỏi này thì quý vị đã được giảng sư đã giải đáp. Thì mong rằng là những lời hướng dẫn của
Đại Đức Giảng Sư sẽ giúp cho quý vị thấy rõ, thấy đúng để mình thực hành đem lại lợi ích an lạc ở hiện tại cũng như tương lai. Xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử. Kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.